Rồi chúng ta sẽ làm bài 4 quản lý sinh viên nhập xuất kết thúc. Khi mà có chữ kết thúc tức là chúng ta có menu, và việc viết menu và viết hàm con là việc các bạn sẽ làm. Còn thầy sẽ chỉ hướng dẫn các bạn là khai báo một cái array list. Sau đó thì gọi và nhập các cái sinh viên như thế nào. Còn việc nhập của các bạn thì cũng nhập cho đến khi mà kết thúc thì thôi. Lặp lại cho đến khi nhập N hoặc là nhập K thì kết thúc. Tức là 0 hoặc là No thì kết thúc. Thì việc đó là việc các bạn làm. Các bạn sẽ ráp cái bài này vào các cái menu ở những cái bài trước. Bài 5 có gì? Kiểm tra điểm từ 0 đến 10. Kiểm tra này chúng ta có dùng chính quy được không? Dùng chính quy được không? Biểu thức chính quy được không? Biểu thức chính quy nó chỉ sử dụng cho một chữ số, còn nếu mà hai chữ số thì chỗ này khó kiểm tra, từ 0 đến 10 thì đến 11, 12 thì nó cũng kiểm tra chính quy giống nhau, cho nên là mình chỉ còn cách là so sánh thôi, so sánh từ 0 đến 10 thôi. Rồi làm bài 4. Thầy lấy cái dữ liệu vào máy ảo. Lớp 7. Rồi chúng ta đã xây dựng xong hai cái lớp sinh viên IT và sinh viên BIT với cái bài của chúng ta lớp 7. Rồi buổi hôm trước chúng ta làm trong cái bài 3 đúng không? Bài 3 đã hướng dẫn cho các bạn về lớp 7 sụp. Rồi, mình có sinh viên Poly nè. Mình có sinh viên IT và sinh viên BIT. Code là mình đã viết xong rồi. Bây giờ mình qua bên cái lab của lab 7 á, mình sẽ khai thác cái này, đúng không? Review lại tí xíu ha. Sinh viên Poly là mình đã tạo hàm khởi tạo, rồi hàm lấy điểm,
bằng cách là định nghĩa cho nó là trừ tượng. Hàm lấy học lực, hàm xuất và hàm nhập. Sinh viên IT thì cũng có hàm cử tạo và override lại cái hàm get điểm. Với sinh viên IT thì điểm nó sẽ khác. Với sinh viên BIT thì điểm nó cũng khác. Đó là những cái nội dung mà chúng ta đã làm từ hôm trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái class chính để chúng ta sẽ tạo ra một cái đoạn code quản lý cái sinh viên này. Thì cái nội dung này nó là bài 4, cho nên các bạn tự viết code nha, tự viết menu rồi đưa ra cái chương trình con. Thầy chỉ hướng dẫn các bạn cách khai thác để quản lý sinh viên thôi, chứ thầy không làm menu. Nhắc lại, không làm menu. Hôm sau chấm bài mà không có menu bị trừ điểm là chắc chắn rồi. Và đừng có đổ thừa là em thấy clip thầy làm như thế thì em làm như thế. Đừng có đổ thừa vậy nha, chơi vậy không vui. Rồi, mình sẽ tạo ra một cái array list. Và nó có kiểu dữ liệu là lớp gì đây? Lớp mạnh dạng lên nào. Sinh viên Poly. Nhớ nha. Đó. Nhưng nếu trường hợp như thế này, bạn là mình để là array sinh viên bằng new bạn làm vậy array list thì nó cho. Nhưng nếu trường hợp bạn muốn khởi tạo giống như thế này, sinh viên Poly svbl bằng new sinh viên Poly, lại không được nha. Nhớ nha, lớp này lớp trừu tượng, bạn không khai báo trực tiếp bằng cách new sinh viên Poly được, mà chúng ta khai báo trong array list thì cho. Chú ý chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ nhập sinh viên. Giả sử thầy nhập 3 sinh viên, thầy chỉ định nhập 3 sinh viên, còn các bạn nhập thì làm menu, gọi menu nhập, xong là trong cái phương thức nhập đó các bạn nhập cho đến khi nào mà muốn kết thúc thì thôi. Như vậy lặp lại là hỏi là có tiếp tục nhập hay không, nếu chọn N hoặc K thì thoát. Nhớ không? Nhớ ghép cái đấy vô bé. Còn bây giờ thầy sẽ nhập 3 sinh viên, thầy dùng dòng for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 3 chấm phẩy y cộng cộng. Hôm sau mà bạn nào mang cái vòng for này vô là không điểm luôn á ha. Tại vì thầy nói trước thầy chỉ định nhập 3 bạn để test, còn nhiệm vụ của các bạn là tạo menu, nhập cho đến khi nào kết thúc thì thôi. Lúc đấy các bạn phải dùng vòng lặp while để nhập chứ không phải là for. Bây giờ đầu tiên mình muốn nhập sinh viên thì mình biết sinh viên này thuộc ngành nào chưa? Chưa thì vào mình cứ hỏi người ta: ê, bạn tên gì? Bạn tên gì? Đúng không? Mới gặp mà, mới vào được tuần, thấy cô bé xinh xinh hỏi bạn tên gì? Rồi, ok. Bạn đấy trả lời rằng sinh viên. Bây giờ sinh viên chưa có thì mình screen đi. Tên mình để dành bằng scan.net line scan.net line. Rồi mình lấy được tên của cô nàng. Tiếp tục được nước làm tới, hỏi tiếp. Hỏi tiếp
Hỏi tiếp. Học ngành gì? Học ngành gì? Bây giờ mình sẽ có một cái screen ngành bằng scan.netline. Bây giờ mình có nhập điểm tiếp không? Có nhập điểm tiếp không? Biết ngành gì đâu nhập điểm. Vậy bây giờ làm sao đây? Bây giờ người ta trả lời mình ngành rồi đó. Tắt cái bóng đèn bước đi. Bây giờ người ta trả lời mình là ngành gì rồi đó, biết rồi. Giả sử người ta trả lời là IT. Thì mình biết người ta có bao nhiêu cục điểm không? Ok. Nếu trả lời biết thì mấy cục điểm? Hai cột. Như vậy chỗ này thầy đang dùng từ gì để thầy hỏi các bạn? Lúc nãy thầy đang hỏi nè, dùng từ gì? Có cái từ khóa, một từ rất là quan trọng. Nếu ngành IT mấy cột điểm? Nếu ngành BIT mấy cột điểm? Từ khóa nào thầy đang muốn nhắc đến? Nếu nếu. Vậy chỗ này mình nếu, đúng không? Nếu gì nào? Nếu gì? Ngành gì nữa? Bằng bán cha. Đừng có đùa nhé, đến giờ này rồi nhé. Equal rồi. Với gì? Với ngành, với IT. Nếu ngành là IT thì làm gì nào? Nếu ngành là IT, mình biết bạn này là IT rồi thì à, đúng rồi. Hỏi bạn học giỏi không? À, bằng cách hỏi điểm ha. Double Java bằng gì? À, để hỏi điểm cái đấy chứ. Chưa hỏi điểm mà lo nhập rồi. Điểm Java. Rồi, ok, double. But ủa? Chuyện gì đang xảy ra? Bị gì tự nhiên nó mất rồi. Đợi thầy tí coi. Đợi tí, đợi tí, sao nó bị lỗi cái nét pin. Lỗi nét pin. Thank you.
kỳ ta. Đó, chữ nó bị mất luôn. E A G S và double scan chấm netline chấm phẩy. Rồi, hỏi xong điểm Java. Bây giờ hỏi tiếp. Hả? Rồi, điểm HTML. Mình khai báo điểm HTML. Rồi, tiếp tục hỏi tiếp. CSS. CSS. Rồi, sau khi mình có được đầy đủ thông tin rồi, mình sẽ làm gì? Trước tiên, để mà add được điểm vào cái array list sinh viên thì các bạn sẽ tạo cho thầy một cái sinh viên IT bằng SVIT bằng new or no sinh viên poly SV bằng new sinh viên IT. Đó, nó có cái hay chỗ này nhé. Rồi, sinh viên IT này của mình sẽ dùng khởi tạo tên ngành Java HTML và CSS, tên ngành đúng luôn rồi đúng không? Rồi, chấm phẩy. Và chúng ta sẽ gọi cái mảng array sinh viên chấm add vào, thêm sinh viên này vào, sinh viên IT vào. Rồi, tương tự như vậy, nếu bạn này không phải là sinh viên IT, mình sẽ có một chút xíu chỗ này cần quan tâm là khi chúng ta nhập ngành, coi như nhập đúng nha, chỉ có IT và BIT thôi, thì chỗ này chúng ta kiểm tra, nếu không bằng IT thì chỉ còn BIT. Còn nếu như mà các bạn muốn kiểm tra là sinh viên này nhập đúng IT hoặc BIT, có nhiều khi bạn nhập một cái ngành thứ ba thì là chuyện khác, chúng ta là đi kiểm tra chuyện khác nha. Còn giả sử chỗ này của thầy, nếu không IT là BIT mà nếu không BIT là IT, thì mình chỉ kiểm tra một lần về IT thôi, không kiểm tra cái khác. Tùy theo bài toán mà mình kiểm tra cái gì. Bài toán này thầy giả sử nhập đúng, rồi bạn này nếu không là IT thì nhập BIT. Vậy mình chỉ cần copy cái này lại và mình sửa chút xíu là xong cái của BIT. Sửa cái gì? Có điểm Java không? À, điểm marketing. Điểm marketing. Rồi, gì nữa? Chỗ này marketing. Điểm sale. Và chúng ta không còn HTML nữa. Và sale. Bây giờ điểm chỗ này. Và không phải là sinh viên IT nữa, mà là sinh viên BIT. Và BIT thì chúng ta sẽ chọn ở đây marketing, sale, tên, ngành. Ok. Và add sinh viên này, mình đổi lại. Thực ra đổi cho vui, còn nếu mà các bạn để là sinh viên không cũng được, bởi vì cái biến đây và cái biến ở đây là hai cái biến khác nhau, cho nên có trùng tên đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì hết, bởi vì biến này là được khởi tạo trong cái if, trong cái phần true, biến này được khởi tạo trong phần false, thì hai biến này trùng nhau cũng được, không ảnh hưởng. Và sau khi chúng ta add xong
và chúng ta for 3 lần, tức là chúng ta nhập được 3 sinh viên ha. Ví dụ nhập được 3 sinh viên. Xong phần nhập. Phần xuất. For. For thì mình sẽ có sinh viên 2 chấm. Array sinh viên. Theo các bạn, sinh viên này thầy sẽ khai báo kiểu dữ liệu là gì? Sinh viên này khai báo kiểu dữ liệu là gì? Array sinh viên của mình kiểu là gì? Sinh viên poly. Thì tại đây mình cũng sinh viên poly luôn. Mở ngoặc. Enter. Mặc dù ở bên trong nó có IT, nó có bit, nhưng mình sẽ lấy ra poly. Rồi, bây giờ nhiệm vụ chỉ cần sinh viên chấm xuất. Rồi chạy chương trình. Tên gì? Em tên Hoa. Ngành gì? Ngành IT. Điểm Java. Rồi. Tên gì? Tức là mình nhập đến bạn thứ hai. Bạn thứ hai. Bạn thứ hai tên tên Cúc, quên. Ngành gì? Ngành Bit. Rồi, điểm marketing 9. Điểm sale 8. Bạn tiếp theo Hồng. Ngành gì? Ngành IT. Hồi nãy là IT viết Hoa, giờ IT viết Thường. Ra điểm Java. Rồi sau khi chúng ta nhập xong thì bắt đầu xuất sinh viên. Thông tin sinh viên: Hoa ngành IT, điểm trung bình giỏi. Sinh viên tiếp theo ngành Bit, điểm trung bình giỏi. Sinh viên tiếp theo ngành IT, điểm trung bình giỏi. Được không? Như vậy thì cái hay của kế thừa cực hay. Mình có sinh viên IT, mình có sinh viên Bit, mình nhìn mình thấy rằng hai cái sinh viên này khác nhau về số lượng cột điểm. Nhưng khi mà các bạn khai thác thì các bạn khai thác ở lớp cha rất là hay. Kịp chỗ này không? Có gì hỏi thêm chỗ này không? Cần hỏi chỗ nào nào? Nhanh nào. Không hỏi để lúc chấm bài thầy hỏi nha. Bây giờ hỏi thầy trước đi, rồi mai mốt thầy hỏi lại biết cách nói. Nhưng bây giờ không hỏi thầy, mai mốt thầy hỏi là chưa biết sao. Ok rồi phải không? Rồi ok thì thôi, kết thúc.